Chào mừng các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn hình ảnh máy bay nông nghiệp nhãn hiệu DJI T30 xả phân trên đồng. Đây là hình ảnh đổ nước vô bình xả bét khi xịt thuốc xong để làm vệ sinh bét. Phi công bắt đầu điều khiển máy bay xả bét phun các bạn. Xả những cặn bã bám trong đầu bét và đồng thời kiểm tra bét nào bị nghẹt thì mình xử lý ngay. Đây là hình ảnh bét phun đang xả nước đó các bạn. Xả nước về để mình kiểm tra bét nào bị nghẹt hay không các bạn. Máy bay này có 12 kW các bạn và bố trí 16 bếp phun. Có hệ thống 2 camera trước và sau thân máy bay, có hệ thống radar định vị dẫn đường. Khi xả nước phun xong bắt đầu tháo bình phun thuốc ra, lắp bình xả phân vào. Phi công đang lắp ráp những cái dắt dây điện vào hệ thống bình rải phân. Phi công đang kiểm tra và mở tay cầm điều khiển kiểm tra kết nối giữa máy bay và thùng rải phân xem kết nối chưa. Hiện tại đã kết nối xong rồi đó các bạn. Bắt đầu tiến hành đổ phân vào bình. Sao mà bánh này hết chấm mình lưu vô cái rồi à? Tùy theo kích cỡ phân mà mình có chọn chế độ rải phân khác nhau đó các bạn. Dạ vậy ơi. Dạ. Của mày hả? Ừ. Ở thịt tốt. Ở cái hả? Ngàn trăm bốn ký hả đâu? Mấy mẫu? Mấy mẫu hay là trăm... Hôm nay chứa gần 20 kg phân các bạn. 4 kg rồi xong. Bắt đầu máy bay chuẩn bị cất cánh đó các bạn ơi. Thời gian rải phân tiến nhanh hơn thời gian xịt thuốc rồi. Nói thêm với các bạn là trước khi bay thì máy bay đã định vị vị trí thửa đất xong rồi và dễ đường bay xong rồi, cho nên là khi xả phân hết phân thì máy bay tự ghi nhớ điểm hết phân và phi công sẽ điều khiển máy bay về để thêm phân vào bình và tiếp tục ra vị trí lúc nãy ghi nhớ rằng tiếp tục xả phân các bạn. Máy bay đang xả phân đó các bạn. Theo mình thấy trên màn hình điều khiển máy bay nó bay độ cao tầm từ 3,8 tới 4 mét. Khi máy bay đã hết phân trong bình, máy bay bắt đầu điều khiển bay về, mình đổ phân tiếp tục các bạn ơi. Tiếp tục đổ phân và hiện giờ máy bay lúc này đang hết pin cho nên là thay pin các bạn ơi. Viên pin này mình theo mình ước tính nặng tầm khoảng 10 kg.
thời gian bay trung bình khoảng 8-9 phút các bạn. Bay tiếp tục nó cánh đang xa vào tiếp tục các bạn ơi, sẽ bay ra đúng cái điểm ghi nhớ lúc nãy đang rồi tiếp tục xa vân. Theo mình tìm hiểu thì cái viên pin này sạc nhanh lắm các bạn ơi, sạc từ 9 tới 10 phút là đầy viên pin đó các bạn, cho nên là không sợ hết pin. Chuẩn bị tiếp tục cất cánh cho hành trình xa phân các bạn ơi. Cơn gió quá dữ luôn. Video chia sẻ máy bay nông nghiệp DJT-30 xả phân đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu thấy video hay các bạn hãy giúp cho mình một lượt đăng ký, một chia sẻ. Chân thành cảm ơn các bạn.